Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài Gameplay Review của The Discorner. Và hôm nay là bài review của mình về High Grey ở X70A02 Gundam Beyond Global. Bài Gameplay Review này tiếp tục được tài trợ bởi những người bạn tuyệt vời đến từ Librarian Gunpla, P-Bandai and Accessories. Dù một chú thích đã có sẵn link mua hàng của shop, các bạn nhớ xem qua nhé. Now, here we go. Để bắt đầu bài review thì sẽ có một số bạn thắc mắc RX7802 này là gì? Con nào? Và tại sao Daddy lại làm nhiều bài review về nó đến như vậy mà vẫn không làm bài top 10 năm 2019? Why are you running? Why are you running? Và để trả lời cho câu hỏi đầu tiên thì chắc chắn ai con Gundam cũng đã biết về cụ tổ. Nhưng còn những bạn không biết thì RX7802 Gundam là con Gundam đầu tiên được xuất hiện trong bộ phim hoạt hình Mobile Suit Gundam vào năm 1979. Một năm sau, con Gunpla đầu tiên được ra mắt, và trong quá trình hình thành, tồn tại và phát triển, cả Gundam và Gunpla đã trở thành một biểu tượng văn hóa tại Nhật Bản, mang đến định nghĩa Real Robot cho toàn cầu. Và do là con Gundam đầu tiên nên 40 năm qua đã có rất nhiều phiên bản Gunpla khác nhau của RX7802 được ra mắt. Năm 2019, chúng ta có được phiên bản G40, kỷ niệm 40 năm kể từ khi bộ phim hoạt hình được xuất bản. Còn để kỷ niệm 40 năm kể từ khi con Gunpla đầu tiên, Bandai lại mang đến cho chúng ta phiên bản The Origin và gần đây nhất là Beyond Global. Tất nhiên hôm nay, mình sẽ review về con chính giữa do cả hai con kia đều có bài review hết rồi. Nằm trong danh sách đi mua ngày hết đó. Nhưng đã lỡ vác ra rồi thì đấy là khi bạn cho cả ba phiên bản đứng kể với nhau. Mình sẽ cho nó xoay một vài vòng để cho các bạn tự cảm nhận, tự đánh giá và tự đưa ra quyết định là phiên bản nào phù hợp nhất với chính mình. Tuy cùng mang tên gọi là Gundam, nhưng cả ba phiên bản đều có được các màu sắc khác nhau, độ chi tiết khác nhau và nhất là thiết kế hoàn toàn khác nhau. Đối với phiên bản Global thì thứ đầu tiên muốn nhắc đến đó chính là màu sắc cực kỳ tuyệt vời của nó. Tông màu chính được sử dụng là màu trắng ngả vàng cộng với màu xanh và đỏ được làm dịu đi, đem đến cho nó một sự kết hợp rất nhẹ nhàng và rất đẹp mắt. Mình không biết các bạn như thế nào, nhưng sự kết hợp màu sắc này cứ mang đến cho mình một cảm giác rất hoài cổ, retro và rất khác với cảm giác khi mình review hai phiên bản trước đây. Tiện thể đây thì mình cũng nói luôn, cả ba phiên bản này đều mang ba màu sắc khác nhau. Đối với Beyond thì tông màu nó hơi ấm một tí với màu trắng ngả vàng. G40 thì tông màu có vẻ lạnh hơn với bộ giáp trắng ngả xanh. Còn ở The Origin thì màu nào ra màu đó. Không ấm, không lạnh và màu trắng tinh được thể hiện rất rõ ràng. Còn về mặt thiết kế, phiên bản lần này quả thật là một sự kết hợp hoàn hảo giữa ngoại hình và biên độ cử động. Khi cầm phiên bản Beyond ở trong tay, mình cảm thấy nó là một kẻ kế thừa hoàn hảo cho những kinh nghiệm mà Bandai có được trong việc làm mô hình nhựa suốt 40 năm qua. Ví dụ, những đường cong và thẳng được kết hợp với nhau để tạo thành bộ giáp. Vì kết hợp này cho nó được một kết cấu rất bắt mắt. Và theo mình nghĩ, phiên bản G40 đã là nguồn cảm hứng cho các đường cong này. Ngoài ra, kit cũng có được thiết kế giáp trong xương mà bạn rất hay thấy ở những mẫu mô hình gần đây của Bandai. Các bộ xương màu xám được làm nổi ra bên ngoài chung với bộ giáp. Chúng cùng nhau đem đến cho kit sự phân chia màu sắc rất tuyệt vời, một điều mà hiếm cái con High Grey cũ đã làm được. Và nhắc đến việc cái con High Grey cũ không làm được, thì ở Beyond, bạn có được sự phân chia màu sắc đúng đến 100% so với thiết kế gốc của nó. Toàn bộ các màu trên kit được lắp ráp bằng cái bắt nguyên lẻ và thậm chí chữ V nhỏ trên váy cũng được tách màu. Chỉ đúng một phần sticker ngay bắt là bạn cần phải dán, nhưng tính ra nó cũng là một bắt nguyên màu vàng. Bạn chỉ cần lấy Gundam marker, tô đen phần xung quanh là xong. Và điều cuối cùng mình muốn đề cập đến đó chính là toàn bộ các khớp trên kit đều được làm bằng nhựa cứng. Nó làm cho khớp cứng cáp hơn, chắc chắn hơn và quá trình chơi cũng sẽ phê hơn so với các khớp nhựa mềm. Tuy nhiên, việc sử dụng nhựa cứng cũng có một điểm yếu của nó. Cứng thì đã thiệt đó, phê thiệt đó, nhưng nếu cứng quá thì việc gãy khớp trong quá trình chơi là một việc rất dễ xảy ra. Đối với kit lần này, bạn cần phải lưu ý các chỗ nói của bắt F11, F16 và F17. Trước khi lắp vào, cái khớp trụ này cần phải đánh nhám một tí cho nó nhỏ lại. Mình đã gặp một vài báo cáo về việc khớp cứng quá dẫn đến gãy ngang hoặc là tét đi phần nhựa kế bên. Con của mình cho dù đã rất cẩn thận bôi trơn bằng dầu ăn khi nhét khớp vào. 1-2 ngày đầu thì bình thường không sao thì đó, nhưng đến sáng ngày thứ 3 thì nó tự động nó nứt luôn các bạn. Này các bạn có thể thấy, bên này thì bị, còn bên này thì không,
Giờ tới khi chơi, các bạn nên cẩn thận đánh nhám nó cho nó nhỏ là một tí nhé. Tiếp theo là phần biên độ cơ động. Các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào Beyond Global khi các khớp được thiết kế với biên độ cơ động rất cao và rất đẹp mắt khi pose. Trước tiên là về phần đầu, bạn có thể nhìn lên được tầm bao nhiêu đây và nhìn xuống được tầm bao nhiêu đây. Khớp vai thì hoàn toàn tuyệt vời luôn các bạn. Nhờ vào phần khớp trụ ở bên trong nên bạn có thể đẩy nó lên, giúp phần cánh tay có thể đưa lên trên một góc 90 độ so với mặt đất luôn. Quá đã! Ngoài ra, bạn còn có một khớp gập nằm ngoài phần giáp xanh, giúp cánh tay có thể được đưa ra phía trước như thế này. Bắp tay xoay được một vòng. Khớp đồi rất tốt ở khuỷu tay. Còn về phần cẳng tay thì như các bạn thấy là nó chia ra ở phần cuối. Bạn nắm vào, sau đó kéo ra. Lúc này, cổ tay của bạn đã có thể xoay được một vòng 360 độ và cũng như bẻ qua bẻ lại các hướng tùy thích nhờ vào một khớp bi ở bên trong. Cổ tay ở đây tiếp tục là một khớp bi và nếu các bạn bẻ nó lại theo đúng theo khớp, chúng sẽ tạo ra một đường cong rất đẹp, nhìn rất lạ và không giống bất cứ con Gundam nào từ xưa cho đến nay. Ở phần ngực thì mình thấy nó khá là kém so với những gì mà Bandai đã quảng cáo. Cái khớp này như mình đã nói là nó giúp phần cánh tay có thể đưa ra ngoài. Còn bên trong cái phần ngực xanh này, nó có một khớp gập giúp ký cơ thể gập người ra phía trước. Mà được tăm một chút xíu như đây mà thôi các bạn, tính ra vậy là hết rồi đó, hơi bị thất vọng. Còn việc gập người qua lại sang hai bên thì mình thấy nó rất tốt luôn. Nó sẽ bao gồm một khớp gập ở trên eo và một khớp bi ở phần hông. Đây là khi bạn sử dụng phần khớp ở bên trên. Và sau đây là phần khớp bi ở bên dưới. Rất tốt. Vấy trước có thể được bật lên. Vấy bên và vấy sau cũng tương tự. Cái vấy sau này nó đi chung với nhau nhé. Phần háng thì nó có thêm một khớp ở bên trong giúp việc di chuyển cả phần chân ra trước khá là xa. Và khi bạn đẩy nó xuống, phần khớp ở đây giúp chân có thể đá sang hai bên rất tốt. Và đối với cái ngày hôm nay, chúng ta có một khớp rất lạ ngay phần bắp đùi. Nó nằm ngay đây nè và giúp phần bàn chân của bạn có thể di chuyển vào trong như thế này. Và khi bạn sử dụng cả hai bên thì hai chân có thể bắt chéo lại với nhau, nhìn như người mẫu luôn đó các bạn. Khớp xoay ở bắp đùi. Có nghĩa là khi bạn đã nó ra hết về phía trước và về phía sau. Khớp đôi ở đầu gối cho bạn một khớp gập rất cứng cáp và trông rất đẹp. Còn ở phần cổ chân thì do được nối ở bên trong mà một khớp trụ nên bạn có thể xoay nó được một vòng. Đây là nghiêng hết ra phía trước. Sau. Còn qua lại sang hai bên thì không được tốt cho lắm. Phần giáp của chân có thể được di chuyển. Và cuối cùng, bàn chân có thể được gặp lại. Tiếp theo là phần phụ kiện và đây là High Grade Beyond Global. Với tất cả những gì đi kèm theo với nó. Về phần bàn tay thì bạn có một cặp tay cầm vũ khí như bao con High Grade khác. Một bàn tay cầm súng ở bên phải và một bàn tay xòe ở bên trái. Kế đến, bạn có hai cây kiếm năng lượng, 100 cây như một và đối với phiên bản ngày hôm nay, chúng cũng không có khác biệt gì nhiều so với các loại kiếm năng lượng khác hết cả. Để sử dụng thì bạn chỉ cần trượt vào phần tay nắm. Và khi bạn tháo hiệu ứng năng lượng ra, bạn có thể nhét nó vào lỗ ở trên backpack nhằm cất nó đi khi không sử dụng. Còn về vũ khí tầm xa thì bạn có một cây súng năng lượng. Tuy chỉ có hai màu là xám và vàng trên phần ống nhắm, nhưng mình vẫn thấy nó rất tuyệt vời với các chi tiết được khắc dọc trên thân súng. Điểm lạ duy nhất ở đây đó chính là phần ống nhắm màu vàng bị lòi ra ở phía đằng sau. Mình cũng chẳng biết tại sao Bandai lại làm kiểu này, nhưng nó hài hài tới tếu sao đó các bạn. Và như thường lệ, phần ống nhắm có thể được di chuyển qua hai bên. Phần tay cầm phụ cũng tương tự. Và cuối cùng, bên cạnh còn lại của súng có một phần nhựa lòi ra. Nó được dùng để gắn vào phần lỗ trên đít của Gundam khi không sử dụng. Các bạn chỉ cần nhét vào, vậy là xong. Cuối cùng, bạn có một tấm khiên. Nó tiếp tục có được bề mặt giáp trồng xương với hai đường vân màu xám chạy dọc trên phần nhựa đó. Đây như các bạn thấy là phần xám này bị lộ ra ở phía trước, còn các phần đỏ và trắng lại lộ ra ở phía sau. Nhìn nó như mấy con ốc được đóng vào vậy các bạn, trông rất cơ khí và rất đẹp. Còn để sử dụng thì bạn xoay phần này xuống. Phần tay cầm thay vì lật lên thì bạn lôi nó hẳn ra ngoài luôn. Sau đó gắn ngang lại để cho Gundam cầm. Và để gắn vào thì bạn tháo phần khớp trên cẳng tay ra một tí. Kẹp nó vào đây. Cuối cùng trượt phần tay cầm này lên. Vậy là xong, rất là chắc chắn. Ngoài ra, chính giữa khiên còn có thêm một cái lỗ, bạn có thể gắn phần tay cầm vào đây và lúc này Gundam của bạn có thể cầm khiên ngang như thế này. Và khi không sử dụng, bạn có thể gắn nó vào backpack bằng việc tháo phần khớp này ra. Gắn nó vào lỗ trên đây. Vậy là xong.
Vậy là đã xong bài review, mình hoàn toàn hài lòng với những gì mà High Grade Beyond Global đã đem lại cho mình. Màu sắc đẹp mắt, biên độ cử động ấn tượng. Cái khớp chắc chắn, chỉ có phần khớp xoay ngay háng mà mình đã đề cập thì các bạn nên cẩn thận mà thôi. Một vài bạn chắc có lẽ sẽ hỏi mình là tại sao lại không được đi vào danh sách đi mua ngay như ở hai phiên bản trước. Lý do là nó vẫn chưa cho mình cảm giác hoàn toàn đã khi chơi. Và thậm chí nếu xét về độ đã thì High Grade Infinite Justice lại còn nhỉnh hơn chứ không chừng. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một kit rất tốt, đáng mua và rất đáng để sở hữu trong bộ sưu tập của các bạn. Và đó là những ý kiến riêng của mình. Còn các bạn thì sao? Comment cho mình biết nhé. Và nếu bạn muốn mua cho mình một em thì link mua hàng của Librarian Gumbla đã có sẵn như một chú thích. Liên hệ để trị giá tốt nhất đó. Mình là Đi, và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi bài review của mình. Để lại một like nếu các bạn thích và đừng quên quay lại để xem thêm cái bài Gumbla review tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.